Xuất kinh doanh điện là trên 493.000 tỷ đồng, bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện và phụ trợ, quản lý ngành. Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm tăng 7,7% so với năm 2021, nhưng ngành điện vẫn lỗ do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Năm 2022 chủ yếu là do tăng cái chi phí nhiên liệu đầu vào của khâu phát điện, đặc biệt là cái nhiên liệu về than nhập khẩu. Ở trong 2022 thì giá than nhập khẩu trên thế giới là tăng mạnh. Theo đại diện EVN, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là trên 2.000 đồng một kWh, tăng gần 9,3% so với năm 2021. Tập đoàn đang tính các giải pháp để khắc phục khoản lỗ trên. EVN cũng đã có các cái đề xuất để trình Bộ Công Thương và các cấp có thẩm quyền để có thể được điều chỉnh cái vấn đề giá điện. Thì do là 2022 thì chi phí điện đầu vào là giá cao. Liên quan đến việc tăng giá điện, đại diện Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, theo quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ căn cứ vào thông số đầu vào. Nếu thay đổi làm giá điện bình quân tăng từ 3% trở lên, thì giá điện sẽ được điều chỉnh.